Chú hỏi cháu Quang Bách một chút. Với Dạ. kết quả vừa rồi của hai anh chị ngồi bên này, cháu có lo không? Dạ, cháu cũng bắt đầu cảm thấy lo rồi ạ. Trước là chưa lo đúng không? Trước là chỉ bất thình lình nhìn câu hỏi thôi. Vâng. Thế còn bây giờ thì hơi lo lo. Dạ. Chúng ta cùng lựa chọn xem ai là người thi tiếp theo. Mời quý vị. Quang Bách, Dạ. hóa ra lại chính là cháu. Chú đã hỏi nhưng mà không ngờ đèn lại chọn đúng cháu. Dạ. Chú không hề biết trước cái điều này. Dạ. Ừ. Sẵn sàng chưa nào? Cháu sẵn sàng. Cháu có muốn nói gì với quý vị khán giả tại trường quay không? Kính thưa quý vị là cháu sẽ xin được hát tặng mọi người ca khúc có tên là Bay Giữa Ngân Hà của ca sĩ Nam Cường. À, đúng rồi. Hát bài luôn. Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, cứ ngây thơ hiển như ánh trăng, chỉ là do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngô cả đêm. Và anh đang muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho che suốt đời. Anh hứa rằng đời sẽ không bao giờ đổi thay. Qua tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn thôi, chú thấy là trong cuộc sống cháu cũng đã cực kỳ nỗ lực. Vâng. Và chú hy vọng rằng phần thi của cháu sẽ đạt kết quả cao. Cảm ơn chú Xuân Bắc nhiều lắm. Rồi, nào chuẩn bị. Thưa quý vị, đừng ngần ngại dành một tràng vỗ tay cho Quang Bách. 90 giây bắt đầu. Sắp xếp từ. Mỹ Ký. Bỏ Mật. qua. Bỏ qua. Tiếp theo. Bỏ Mật. qua. Bỏ qua. Câu thứ ba hãy viết lại cho đúng từ sau. Ý nói có vẻ oai vệ tự đắc. Chưa chính xác. Tiếp tục nào. Câu thứ tư. Bỏ qua. Trời. Đây. Quá mù ra mưa. Quá mù ra mưa, chính xác. Câu thứ năm, hãy hoàn thiện cụm từ sau. Ý nói những kẻ thường lấy những cái tín ngưỡng thường mượn những cái tín ngưỡng đúng đắn nhưng mà lại làm ra những cái quá đáng rồi thì chú không giải thích được. Bỏ qua. Bỏ qua. Của chúng ta là mê tín dị đoan. Còn tiếp theo câu này là gì? Nào. Đây là bánh một táo. Gì nào? Bánh táo. Không phải. Ý nói hết sức lộn xộn lung tung. Bát nháo. Bát nháo, chính xác. Tiếp theo nào, câu thứ bảy. Tín dung. Tín dung, hoàn toàn đúng. Có bao nhiêu lỗi chính tả trong câu anh vội vã quá, anh đã đánh giá thấp đồng chí phó giám đốc của chúng ta. Ba. Ba. Mấy? Ba. Chính xác, ba. Tiếp nào, bằng chứng hay bằng chứng? Xe. Hoàn toàn đúng. 10, giả định hay là giả định? Đầu tiên. Hết thời gian. Cháu hết thời gian trước đó mất chắc rồi. Chắc hình như là câu trả lời của cháu nằm ngoài tầm với rồi ạ. Được rồi, dành cho cháu chẳng một thanh nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem số điểm mà cháu giành được. Quang Bách. Dạ. 5 điểm, xin chúc mừng.